ban cho trần gian cho ta nhiều mơ mộng. Cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời danh. Người thì lao đao, còn người kia trong sáng giàu. Kiếp sống vô thường, qua nhiều khổ đời từ mây bay đâu ai hay làm kiếp. Đời chốn du hành là địa ngục trần gian, mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ lanh quanh chữ tiền như con thuyền lạc giữa biển khơi. Xin chào bác nhé. Tiếp theo clip này em đang tiếp con đẩy bãi cho một khách hàng ở Bắc Giang. Con đẩy này thì các bác chơi gia đình thì nếu các bác không đánh súp hơi thì con này nói chung là để mà chơi gia đình là một trong những dòng đẩy tiếng rất là hay, giá thành hợp lý nhé. Với công suất 6W một kênh, mạch class H đời rất là cao nhé. Từ máy móc rồi mặt mũi các thứ còn rất là đẹp, dòng này rất là lành. Thì con này thì các bác có thể chơi được hai cặp loa bass 30, chơi gia đình đánh thoải mái luôn và nó đời cao, lành, tiếng hay nhé. Thì trong clip này em có test, có nghe thử chất âm của nó đánh như là tiếng bát nó rất là mềm, nó không bị gắt chói gì cả nhé. Bởi vì cái dòng đẩy bãi, những cái dòng mà hàng thương hiệu này thì tiếng nó ra nó rất là nhuyễn tiếng, mềm tiếng, đánh nó không chói tai, nghe cảm giác là nó dễ vào nhé, và tiếng rất là bén, sáng tiếng. Con đẩy này của hãng NUB với cái mã là R1000 thôi nhé. Cái mặt phay nhôm của nó này dày, rất là dày, dặn đẹp. Đấy, mặt mũi rất là dày, quạt gió thì cực kỳ là êm đấy nhá, hai kênh. Thì gia đình các bác chơi những con này thì em bán rất là yên tâm, bởi vì là nó lành. Đấy, con này nó sử dụng là sò NGV kép đấy nhá. Mày có lát thì nó không dùng nhiều sò như có lát AB. Dây dợ, dây ra, dây vào nó đây. Tiếng rất là hay đấy nhá. Bù áp thì nhiều. Con này nó sử dụng là 4 tụ, mà tụ của nó là tụ hãng cực kỳ đẹp, thẳng luôn đó nhá. Đấy, tụ này là tụ 15.000mi và 63V. Tiếng rất là hay. Thì trong clip này em giới thiệu các bác để test cho anh khách hàng, cũng như là giới thiệu các bác về cái dòng cục đẩy mà chơi gia đình rất hợp lý, giá thành hợp lý, tiếng hay và giá rất là rẻ nhé. Con này thì tín hiệu vào Canon ở đây là đường link nhé, còn giao loa và cọc loa cực kỳ là dễ đấu nối các thứ. Thì trong clip này em test bác khách hàng và báo giá, con giá là 3.3 triệu nhé, 3.3 triệu, cực kỳ đẹp, tiếng hay. Em xin chào bác nhé.